Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Vào ngày 17 tháng 8 mình có một video hướng dẫn các bạn nhận 200 tóc cần có cái hiệu là Mét nè. Thì bạn nào có tham gia dự án này cần link bằng link mô tả dưới video, mở link phong ra khai báo để tôi cần phân phối nha bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn đi sơ website của nó nha các bạn. Rồi, trên website nó thì bạn nhấp vào ba gạch cùng nè. Đâu ta. Các bạn bấm vào Asset Market nha các bạn. Bấm vào ba gạch cùng, bấm vào đi sơ nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email các bạn vào luôn. Rồi password. Rồi sau đó các bạn chấp nhận điều khoản, bấm vào sign up nha các bạn. Rồi các bạn vào chép mail confirm mail nha các bạn. Bạn mã địa chỉ email thì các bạn ra nha các bạn. Mình sẽ chưa về nữa ta. Không có thì vào lục tất cả thư nha các bạn. À đã về rồi bạn. Rồi các bạn vào đây phải email mail nha các bạn. Bấm vào access. Rồi ok, cứ login nha các bạn login vào. Wallet. Chưa có gì hết. Rồi sau đó thì bạn trả việc Linh Phong đi nha các bạn. Rồi bạn chọn Z nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username trước kia các bạn đã khai báo trên bot nha các bạn. Thì link bot thì dưới phần link mô tả dưới video nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba gạch cùng là vào setting. Copy username trước kia các bạn đã set bot nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn xem địa chỉ email của bạn đăng ký website nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ bên bi sờ mát trên bet20 trùng với con bot nha các bạn. Trước kia các bạn đã khai báo nè. Rồi bấm set nha các bạn. Rồi các bạn bấm gửi là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn rút con token Mét đến đây cũng thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.